Dạ Nhung mến chào tất cả cô bác anh chị em gần xa Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Family Cuộc Sống Hoa Kỳ Trước mặt cô bác anh chị em đây là bánh mì hoa cúc Còn gọi là bánh mì thắt bím Thì hôm nay Nhung xin phép được chia sẻ cho cả nhà mình cách làm món bánh mì này Nói chung bánh mì này hơi khó làm Nếu mà cô bác anh chị em nào thích thì có thể tham khảo cách làm của Nhung Rồi, Và cùng vào bếp thực hiện với Nhung nha Nếu thấy video này hay, hữu ích Cô bác anh chị em mình vui lòng cho Nhung xin một like một share À, cũng giống như là một đăng ký kênh ủng hộ nhung nha nhung xin cảm ơn rất là nhiều rồi giờ nhung xin mời tất cả cô bác anh chị mình cùng vào bếp thực hiện với nhung nha như thường lệ nhung sẽ giới thiệu cái phần nguyên liệu trước trên màn hình đây là toàn bộ những nguyên liệu mà mình sẽ sử dụng để làm cái món bánh mì ngày hôm nay à, nhung sẽ để sẵn ở trên màn hình nếu mà cô bác anh chị mình thích thì có thể bấm dừng lại để tham khảo và cũng có thể vào bên trong cái phần mô tả bấm tích vào đó để xem nhung cũng có để sẵn ở phần mô tả luôn rồi bây giờ nhung sẽ bắt tay vào pha trộn bột nha rồi hôm nay nhung sẽ sử dụng cái máy nhồi bột này cô bác anh chị để mình làm cái món bánh mì hôm nay Tại bánh mì này làm hôm nay rất là cực nếu mà cô bác anh chị em mình nhồi tay sẽ nhồi không nổi đâu mỏi tay lắm nên nhung sẽ sử dụng máy ha rồi trước hết nhung sẽ cho vào đây là ba cái quả trứng gà lúc nãy mình đã chuẩn bị đó thì mỗi trứng có trọng lượng là 60g rồi nhung sẽ tiếp tục cho vào đây là cái phần đường Đường thì ở đây Nhung sử dụng là 55g Nếu cô bác anh chị mình thích ăn ngọt lạc thì có thể gia giảm ha Rồi tiếp tục đây là 5g men Men này là men khô, đã kích hoạt sẵn rồi Và đây là 2g muối Tiếp tục Nhung sẽ cho vào đây là cái hương và ni là nước Nếu mà cô bác anh chị em mình sử dụng cái loại bột cũng được ha Giờ Nhung sẽ dùng cái đồ giác bột Nhung sẽ đánh sơ cái phần trứng lên trước nha Trứng và men cho nó hòa quyện với nhau trước sau đó Nhung sẽ cho hết cái phần bột mình đã chuẩn bị đây Đây là bột mì, bột làm bánh mì Nhung sẽ cho vào đây là 240g Còn gọi là bread flour đó cô bác anh chị Rồi bây giờ mình sẽ vét vét xuống ha Trộn đều lên, sau đó mình sẽ mở máy và đánh lên Thì cái thời gian đánh để cho cái bột hòa quyện với nhau là khoảng 6 phút đó cô bác anh chị Mình đánh đến khi cái bột mình thấy hòa quyện với nhau hoàn toàn hết Bơ lúc nãy mình đã chuẩn bị thì hôm nay Nhung đã chuẩn bị 100g bơ Nhung cho từ từ vào như thế này nè mình đánh mình trộn lên ha thì lâu lâu mình sẽ dừng máy lại là mình sẽ trộn lên dùng cái đầu giác bột mình trộn bột giác bột xuống để cho bột nó không bị dính lên cái thành của cái cối này và lúc đầu thì mình đánh nhỏ nhỏ thôi tốc độ vừa phải thì sau đó mình sẽ tăng lên nói chung cái món bánh này mình làm cái giai đoạn đánh này rất là cực nên cái thời gian đánh cô bác anh chị em mình nó có thể gia giảm tùy theo cái tốc độ máy nhà mình và lại tùy theo cái lượng bột một cô bác anh chị em mình làm nha thì ở đây nhung sẽ đánh khoảng hai phút rưỡi 3 phút Nhung sẽ cho máy nghỉ ngơi một chút xíu Sau đó Nhung sẽ cho cái phần bơ vào Nhung cũng đánh lên khoảng 3 phút 3 phút sau đó Nhung cho máy nghỉ ngơi một chút xíu Cho mát cái máy của bác anh chị Mình không nên đánh nó nóng quá Cái bột mình đánh nóng quá nó cũng không thành công luôn Cái bánh này khó làm Nên là cô bán chị mình sẽ làm từ từ thôi ha Mình đánh một chút xíu khoảng vài phút Mình cho máy nghỉ ngơi, bột nghỉ ngơi Sau đó mình tiếp tục mình đánh tốc độ nhanh lên Đến khi bột mình thấy kéo màng là được ha sau khoảng 10 phút đánh rồi cô bác anh chị mình sẽ dừng máy lại để kiểm tra cái bột nếu mình kéo màng mà bột rách á là chưa có đạt ha mình phải đánh thêm nha đó ở đây cũng chưa đạt lắm nhung sẽ đánh thêm khoảng 2 đến 3 phút nữa thì cái thời gian tổng cộng nhung đánh cái phần bột này là khoảng 15 phút đó cô bác anh chị sau khi đánh xong á thì mình sẽ đem bột ra ngoài để mình đi ủ nha ở đây nhung sẽ thoa một ít bơ ở dưới cái cái phần đáy tô như thế này để chút xíu mình cho bột về đây ủ À, nếu mà cô bác anh chị nào mình không có bơ thì mình có thể sử dụng dầu ăn rồi bây giờ nhung đã cho bột ra tô như thế này nè cô bác anh chị giờ nhung sẽ dùng cái màng bao thực phẩm nhung đẩy lên trên ha và sau đó đem đi ủ thì thời gian ủ cũng tùy theo cái nhiệt độ ở nhà cô bác anh chị em mình ở đây mình ủ nhiệt độ phòng thôi nhung sẽ đẩy lại và ủ thời gian khoảng 2 tiếng mình ủ thì đến khi mình thấy bột nó nở lên gấp đôi và căng bột ra là được bột sau khi ủ 2 tiếng như thế này nè cô bác anh chị bột rất là bóng và căng mịn luôn ha thì cái lượng bột chất này tăng gấp đôi rồi ở dưới cái đáy tô thì cô bác anh chị mình nhìn thấy có rổ rổ như thế này đó ha là được rồi bây giờ nhung sẽ cho cái cái phần bột này ra cái miếng silicon lúc này bột mình rất là nhão rồi cô bác anh chị thấy không bột nhão lắm không thể nào mình nhồi hay mình là tạo hình gì được hết nên bây giờ nhung sẽ cán bột ra nhung sẽ dò bột lại và chia bột ra thành ba phần thì tại vì hôm nay mình thắt bím cô bác anh chị là mình sẽ cần ba cái cọng bột dài nên giờ nhung sẽ cắt chia làm ba phần sau khi chia bột xong thì Nhung sẽ dò sơ cục bột lại và sau đó Nhung sẽ dùng cái màng bao thực phẩm Nhung sẽ quấn lại như thế này. Mình quấn như thế này để đảm bảo cho cục bột nó không dính lại nhau cô bác anh chị. Và bột lúc này là cô bác anh chị thấy ha, mịn mà dẻo mà giống như là nhão lắm, không có thể mình không thể tạo hình được. Nên bây giờ đó Nhung sẽ quấn lại như thế này và cho vào trong food wrap, trong màng bao thực phẩm Nhung sẽ cho vào trong tủ đá. Thì để Uhm, tại sao phải cho vào tủ đá tại vì mình cho vào tủ đá để cho cục bột nó dẻo lại cô bác anh chị nó cứng lại để mình cán mình tạo hình nó dễ hơn á đó bây giờ nhung sẽ cho vào trong cái khay như thế này cô bác anh chị mình để trong cái dĩa gì cũng được trơn ha tại cái khuôn này chút xíu là mình sử dụng cái khuôn này để nướng bánh nhung cho vào đây luôn rồi nhung sẽ bỏ tủ đá và sau khoảng thời gian nửa tiếng nữa, cô bác anh chị cục bột mình sẽ đông lại ha như thế này nè nó hơi dẻo dẻo bột như thế này giờ nhung sẽ tháo màng bao thực phẩm ra để mình cán bột nha một lưu ý nhỏ là cô bác anh chị em mình để bột trong cái tủ đá mình để thời gian vừa phải thôi nha khoảng nửa tiếng mình thăm chừng bột nha không nên để quá lâu cái bột mà nó đông cứng trong đá luôn á mình phải đi ra mình phải xả đá là đợi thời gian lại nó mất thời gian lâu lắm rồi bây giờ nhung sẽ dò cục bột cho dài 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 ra chút xíu ha sau đó nhung sẽ dùng cái cây cán bột nhung cán ra thành cục bột thành một cái sợi dài một cái mảng dài đó sau đó nhung sẽ tạo hình lại nè cô bác anh chị thấy bột con này nó rất là dẻo ha đó mình sẽ cán như thế này thì cái cọng bột mình cán á cái chiều dài là phải dài hơn cái khuôn mình để chút xíu mình thắt lại là nó còn nhỏ là gọn trong cái khuôn. Nếu mà cô bác anh chị em mình cán cái bột mà nó ngắn quá thì bỏ vô cái khuôn của mình thì nhìn nó không đẹp ha. Rồi sau khi cán xong thì mình sẽ mình sẽ cuộn bột như thế này. Mình cuộn đến khi tròn lại cái cục bột dài ra ha. Rồi mình cũng kéo mí lại như thế này nè cô bác anh chị. Đó, đây là ba cái cọng bột mà nhung vừa dò xong. Thì bây giờ á mình sẽ sắp bột ra đàng hoàng để mình thắt bím cô bác anh chị giống như mình thắt tóc vậy ha đây đó mình sẽ chia thắt qua thắt lại thì tùy theo cô bác anh chị mình khéo tay thì có thể tạo hình đẹp hơn nhung nha nhưng không có được khéo tay mình cứ thắt qua thắt lại giống như là một cái đuôi tóc vậy thôi nè nó mình cứ chéo qua một, một cái rồi chéo lại một cái như thế này cho nó đều nhau đó, cô bác anh chị mình thấy cộng bột mình lắc như lúc này rất là bóng và rất là mịn luôn nhưng mà rất là mềm nên ha, mặc dù bỏ tủ đá ra xong thì bây giờ nó vẫn còn mềm dẻo lắm. đó mình bỏ tủ đá ra thì cục bột cái dẻo tạo hình nó dễ hơn. Rồi như thế này là xong rồi đây. Giờ mình sẽ cho vào trong khuôn. Nếu mà cô bán chị mình kỹ thì có thể mình ủ thêm một thời gian nữa khoảng 15 phút 20 phút nữa trước khi mình đem nướng ha. Ở đây nhung thấy cho vào trong khuôn nhung nướng luôn thì bánh nở ra rất tốt rất là đẹp luôn cũng không có cần phải ủ thêm. Cô cô bán chị nào mình kỹ thì có thể ủ thêm nha. Rồi sau khi cho bột ra khuôn, thì nhung sẽ sử dụng một cái lòng đỏ trứng gà và tiếp tục nhung cho vào đây là một ít kem tươi. Nhung sẽ trộn đều hai cái hỗn hợp này lên. Sau đó nhung sẽ sử dụng cây cọ, nhung sẽ quét lên trên bề mặt bánh. Thì một số chị em hỏi nhung là tại sao phải quét như thế này? Tại vì á, là khi mình quét lên cái lòng đỏ trứng và cái kem tươi á, thì cái bánh mình sau khi nướng ra xong, cô bán chị nó lên cái màu rất là đẹp lên cái màu là giống như chỗ nào mình có quét á, thì chỗ đó nó sẽ lên màu ửng màu lên nó vàng đều và nó vàng đỏ lên á rất là đẹp còn nếu mà cô bán chị em mình không quét á, thì cũng được nhưng mà sau khi nướng ra cái bánh mình đó nó chỉ là cái màu giống như màu vàng giống như bột thôi nó không có vàng ẩn lên giống như là mình có cho cái phần trứng lên ha rồi sau khi quét hết xong thì nhung sẽ rắc một ít mè Tùy theo cô bác anh chị em mình thích ăn mè trắng, mè đen thì mình sẽ rất khác nhau ha. Sau khi rắc mè xong thì cô bác anh chị em mình cũng có thể trang trí bằng một số cái hạt uh, giống như là hạt hạnh nhân hoặc là hạt đậu này đậu kia cũng được ha, hoặc là những cái loại mứt khô này kia cũng đều rất là ngon. Thì nói chung mình có cái hạt gì thì mình cho lên trên để trang trí cho đẹp mắt thôi. Rồi bây giờ sau khi mà làm xong như thế này nè cô bác anh chị, Nhung sẽ cho vào trong lò nướng ha. Nhung sẽ nướng ở trong lò ở nhiệt độ là khoảng 150 độ C, tương đương với lại là 300 độ F thì Nhung sẽ nướng thời gian khoảng 15-20 phút và đây là thành quả nè cô bác anh chị em sau khoảng 20 phút thì cái bánh mình như thế này ha rất là đẹp cái màu rất là hấp dẫn bắt mắt luôn bánh nở rất là tốt rất là bung ra và rất là ngon và giờ Nhung sẽ lấy bánh ra khỏi cái khuôn ha lúc này bánh nóng mình sẽ dùng cái giấy mình lấy như thế này rất là dễ đó giờ Nhung sẽ lấy ra khỏi cái tờ giấy này luôn mình để dưới thớt sau đó Nhung sẽ bẻ bánh ra mời cả nhà cùng thưởng thức ở dưới mặt đáy bánh nè cô bác anh chị bánh vàng đều xung quanh hết luôn vàng bốn mặt luôn ha rất là đẹp và nở rất là tốt luôn thì đây là cách làm của nhung và những gì hiểu biết nhung đều chia sẻ ở đây nếu mà cô bác anh chị em nào thích thì có thể tham khảo nha rồi để giờ nhung bẻ bánh mời cả nhà mình cùng thưởng thức với nhung nè nó bánh rất là thơm cái mùi rất là thơm luôn cô bác anh chị có bơ á nói chung hoàn toàn làm bằng bơ nên rất là thơm và ngon la béo lắm luôn á đây nhung đưa gần cho cô bác anh chị mình xem nè đó bánh nở rất là bung ra rất là tốt rồi giờ nhung sẽ bẻ bánh mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha rồi một số cô bán chị em mình có thể làm cái khuôn mà hình bầu bầu á thì ra cái bánh mình sẽ nhìn đẹp hơn ở đây nhung làm khuôn vuông nên nhìn cũng không đẹp lắm rồi đây bánh nè cô bán chị ơi rất là nhẹ rất là xốp luôn nó thơm phức luôn nè nhưng mời cả nhà mình cùng thưởng thức với nhung nha qua đây nhung cũng xin nói lời cảm ơn tất cả cô bán anh chị em gần xa đã yêu thương ủng hộ và đăng ký kênh cho nhung trong suốt thời gian qua. Nếu có thắc mắc gì về nguyên liệu cũng như cách làm, cô bác anh chị em mình vui lòng để lại bình luận bên dưới video này hoặc cũng có thể nhắn tin, email, facebook cho nhung. nhung sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất và trong khả năng hiểu biết của nhung. một lần nữa thì nhung xin mời cả nhà mình cùng thưởng thức và mến chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha. À, xem video nếu mà thấy hay vui lòng cho nhung xin một like. Một chia sẻ cũng giống như là một đăng ký kênh ủng hộ Nhung nha. Nhung xin cảm ơn rất là nhiều. Đến đây thì Nhung cũng xin kết thúc video tại đây. Chúc tất cả cô bác anh chị em mình thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.